Ngày 24 tháng 7, Công an huyện Vũng Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt nhóm 12 người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo cơ quan công an, chiều ngày 22 tháng 7, tại khu đất trống thuộc ấp Đại Nghĩa ở xã Trung Thành Đông, có một người tụ tập tổ chức ăn nhậu. Công an xã Trung Thành Đông tiến hành kiểm tra, lập biên bản 6 thanh thiếu niên vi phạm có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi. Tối cùng ngày, Công an xã Trung Ngãi phát hiện tại hộ Trần Thị Phượng, sinh năm 1970, ngụ ấp dòng ké, có một nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu. Qua làm việc, các đối tượng trên đều thừa nhận hành vi tụ tập, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. 12 người liên quan bị lập biên bản vi phạm, xử phạt theo quy định tại điểm C, khoảng 3 điều 12 nghị định 117, mỗi trường hợp 15 triệu đồng. Theo báo Thanh niên chiều ngày 23 tháng 7, tin từ Công an huyện Mang Thích, Vĩnh Long. Cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính bảy người tụ tập nhậu trong lúc giãn cách xã hội với tổng số tiền khoảng 105 triệu đồng. Theo công an, vào lúc 22 giờ 40 ngày 22 tháng 7, tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ An tuần tra, phát hiện tại phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Toàn, 38 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, thuê tại ấp chợ, xã Mỹ An, có nhiều người đang tụ tập nhậu. Tại thời điểm kiểm tra, anh Toàn đang uống rượu trong phòng trọ cùng với 6 người khác gồm Lưu Văn Chung, Nguyễn Thanh Tâm, cùng 45 tuổi; Thái Minh Thảo, 31 tuổi; Nguyễn Thanh Việt, 46 tuổi; Nguyễn Văn Dương, 38 tuổi; cùng ngụ Vĩnh Long và Nguyễn Công Cẩn, 42 tuổi, ngụ Đồng Tháp. Tổ công tác lập biên bản và mời tất cả về cơ quan làm việc. Qua làm việc, những người này đều thừa nhận hành vi tụ tập nhậu trong lúc toàn tỉnh đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại điểm c, khoảng 3, điều 12. Nghị định 117 xuyệt 2020 xuyệt Nghị định Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đây là một trường hợp khác vi phạm về giãn cách xã hội, 5 người bị đề nghị xử phạt 75 triệu đồng. Trong khi mọi người cùng chung tay thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch COVID-19, thì mới đây vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021, Tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện Tam Bình và công an xã Hòa Thành kiểm tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Vào thời gian trên, tổ công tác tuần tra và kiểm tra tại hộ ông Nguyễn Vĩnh Thường, sinh năm 1975, ngụ ấp 3, xã Hòa Thành, thì phát hiện có 5 người, hộ khẩu tại các huyện Mang Thích, Tam Bình và Long Hồ đang tụ tập bất chấp dịch bệnh nên yêu cầu kiểm tra hành chính, đồng thời mời những người này về cơ quan làm việc. Hiện, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Trường hợp tiếp theo vi phạm chỉ thị 16 bất chấp dịch, 6 thanh niên tụ tập đá gà. Vào khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, công an phường 9, thành phố Vĩnh Long đã triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn. Từ tin báo của người dân, công an phường 9 đã bắt quả tang 6 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc khóm 1. Lực lượng đã thu giữ được một con gà, hai cái giỏ đệm, một cái cân, hai cặp cửa sắt và nhiều cuộn băng keo. Hiện tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, nhưng nhóm người này không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong nhân dân. Công an thành phố Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm về hành vi đá gà ăn thua bằng tiền và biên bản vi phạm theo Nghị định 117 xuyệt 2020 xuyệt NDCB quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.